ngày 15 tháng 5, tại phiên họp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tỉnh ủy Lào Cai đã công bố các quyết định của Ban Bí thư chỉ định ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định chỉ định đồng chí Hoàng Quốc Hương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lào Cai, đồng chí Trần Minh Sáng, Bí thư huyện ủy Bảo Thắng, đồng chí Nguyễn Văn Minh, Bí thư huyện ủy Simacai tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa 15, nhiệm kỳ 2015-2020. Trao quyết định tặng hoa chúc mừng các thành viên mới của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh mong muốn các cán bộ được chỉ định tiếp tục đóng góp công sức tham gia xây dựng Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ngày một vững mạnh. Trong tuần qua, các chi đảng bộ trong tỉnh đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là dịp để các chi đảng bộ đánh giá lại kết quả hoạt động 5 năm qua, rút ra bài học kinh nghiệm, thảo luận, đưa ra đề xuất phương hướng mục tiêu cho giai đoạn tới. Các tham luận tại đại hội được chuẩn bị chu đáo, công tác nhân sự được tổ chức nghiêm túc, đúng quy trình, lựa chọn ra được những nhân tố tiêu biểu, đủ sức lãnh đạo chi đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã được mỗi cán bộ đảng viên và người dân trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai thực hiện với nhiều cách làm phù hợp. Trong đó, ông Lô Củi Thàng, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Lao Hầu, xã Thanh Bình, huyện Mường Khương là người đã tiếp lửa phong trào thi đua phát triển kinh tế, xây dựng và phát triển tổ chức đảng ở địa phương. Mô hình kinh tế nuôi lợn đen bản địa kết hợp với trồng chè, trồng mía của gia đình đã cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Bí thư chi bộ, trưởng thôn Lô Củi Thàng luôn tâm niệm phải rèn luyện và làm theo lời Bác dạy, là đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Anh đã trở thành tấm gương sáng cho bà con trong thôn, trong xã học tập và làm theo. Đầu tuần qua, học sinh tiểu học và lớp 4, lớp 5 tuổi của tỉnh đã bắt đầu trở lại trường học. Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo, toàn tỉnh hiện có trên 105.400 trẻ mầm non 4 đến 5 tuổi và học sinh tiểu học đang học tập ở 378 trường học. Trong đó có trên 33.400 trẻ mầm non 4 đến 5 tuổi, 71.997 học sinh tiểu học. Cùng với việc ổn định nền nếp, chuyên cần, tạo hứng thú cho học sinh trong các hoạt động học tập sau kỳ nghỉ kéo dài, thì với nhiều giải pháp trong phòng chống dịch COVID-19 được triển khai thực hiện đồng bộ tại các nhà trường, sẽ giúp học sinh có một tâm thế tốt, yên tâm bắt đầu kỳ học với kết quả cao nhất. Ruộng bậc thang Tây Bắc đang trong mùa nước đổ, đẹp tựa như những chiếc gương phản chiếu khổng lồ, lung linh, huyền ảo giữa đất trời. Với bà con vùng cao, ruộng bậc thang không chỉ mang lại nguồn sinh kế, mà còn đang dần mang lại lợi ích từ việc phục vụ phát triển du lịch. Để danh thắng thực sự mang lại tác động tích cực tới đời sống của người dân, nhiều địa phương đã chú trọng lưu giữ, hỗ trợ người dân về điều kiện canh tác và khai mở mới ruộng bậc thang. Một số địa phương cũng đã gắn quy hoạch phát triển du lịch với tham quan trải nghiệm ruộng bậc thang, khám phá bản sắc văn hóa.